cùng thì mình cũng giao hàng xong rồi. Xong rồi cả nhà ơi. Rồi thấy còn nhiều quá, nói chắc làm tới tối luôn mà cuối cuộc xong rồi. Bây giờ là chuẩn bị kéo hầm lại về thôi. Rồi đóng hầm lại nghỉ. Dây đi. Ôi ôi ghê ha, ghê ha. Ghê ha. Rồi hết đi luôn. Thôi kéo dây đi cho lẹ. Ở đây chị ba vô phụ cho. Đó nhờ có chị ba vô phụ quá nha. Cái nóc hầm này á, nó bị mất chớn á, chứ mà nó có chớn rồi cái nó chạy dữ lắm. Cùng này đi cân xe nữa là xong. Kết thúc một cái chuyến hàng bắp sang Campuchia mùa nước lũ. Trời chạy tốc hành luôn kìa. Ba. Xe chạy tốc hành luôn ba. Chút xíu nữa mình tranh thủ mình chạy ra luôn em ơi, tại vì nếu mà sáng mai Ngân đi á, là Ngân về tới dưới cửa khẩu trễ dữ lắm. Tranh thủ nước tối này là mình tranh thủ mình đi luôn, là trưa mai là mình về tới cửa khẩu dưới mình trình buổi chiều, chứ nếu mà sáng đi là xuống dưới không kịp. Chút nữa là xà lan mình rời bến luôn nha. Hy vọng là bữa nay đi đêm sẽ không có lưới. Nãy giờ thấy lưới có thả không Vinh? Ở trên Campuchia này á, cái mà mình sợ nhất là lưới. Lưới ở trên đây mà lỡ mà cán vô cái người ta nằm dạ luôn. Nhưng mà xà lan khổng thì mình sợ nhiều, còn xà lan nổi thì chắc cũng không đến nổi mấy. Rồi bây giờ thì xà lan Ngân chuẩn bị xuất phát thôi. Mở dây hết rồi đó. Bye bye cảng Campuchia. Mình đi về Việt Nam thôi. Ông xã Ngân lôi cọng dây neo lên đó. Cọng dây neo này mình buộc cọng dây neo mang ở sau để căng cái lái ra. Giờ mở dây trên bờ hết trơn hết trọi rồi. Đi thôi, bây giờ xà lan Ngân get go nha. Lên đường thôi cả nhà ơi. Quá trời luôn rồi, giờ để máy đi thì cái mình gắn ống vô mình xịt rửa sơ sơ. Rồi sáng mai rửa tiếp. Quá dơ rồi. Chạy để máy chạy một cái ha, bụi nó bay cho mà thấy. Tại vì bây giờ gió mạnh. Đang kéo. Để máy đi. Máy đi kéo lên chưa Vinh? Rồi đi về Việt Nam thôi. Chuyến này là bù chuyến rồi á. Chuyến rồi Ngân lên đây quá trời lâu luôn. Đậu trên này tháng mấy. Rồi bây giờ xà lan Ngân rời bến đi rồi. Bye bye cảng Sothi của Campuchia, Cambodia. Ở trên đây có ba cái cảng, cảng cũ, hai cảng cũ, một cảng mới. Nhưng mà chỉ có cái cảng mới này là cảng sau cùng rồi có bắt đèn thôi, còn mấy cái cảng kia tối hù à.
ở trên Campuchia này á, mà nói tới mà xà lan đi đêm á ngon ngán lắm. Nhưng mà mùa này mùa nước đổ á thì nước nó chảy vô cũng rất là mạnh, mà không biết là lưới nhiều hay không, thôi thì mình đi luôn chứ giờ biết sao giờ, mình đi mình canh. Ở trước ngon, hồi nãy có một chiếc kia á, bự lắm, người ta cũng đi rồi, người ta đi trước mình hồi nãy giờ cũng lâu lâu rồi đó. Ông xã ngon pha đèn đó. Giờ mình đi trên Campuchia này là chủ yếu là mình nhờ những cái đèn sáng, ví dụ như cái đèn cầm tay của Ngân đó là chắc chắn cho nó an toàn. Bây giờ thì xà lan của Ngân đã đi tới cầu Bồ Nư rồi. Đây là cái cầu Bồ Nư. Nước bây giờ là đã ngập mấy cái trụ rồi. Bữa hả mình đi là mình còn thấy cái trụ phải không? Bữa nay nước lên thì mấy cái trụ này ngập hết rồi đó. Giờ mình chạy là mình phải canh khoảng cách mấy cái em trụ này nè. Nước bây giờ là đang chảy vô biển hồ rất là mạnh luôn. Mình hiện tại là mình đang đi nước ngược. Đây qua cầu nha cả nhà ơi. Cái chân cầu nè. Đó mọi người thấy rõ không? Nước nó sẽ dâng lên tới múc ở trên này nè. Qua cầu thôi. Đi đường ở bên Campuchia là nhất định là phải có mấy cái đèn siêu sáng như thế này nha, để pha lưới chứ không gì trơn, để pha đặc sản Campuchia. Bây giờ thì xà lan mình đã đi tới chỗ cái cầu sắt rồi, cầu Campuchia ở đây. Cầu này là cầu mới bắt đèn bảy sắc cầu vồng luôn. Cái cầu này là bắt đèn suốt luôn á. Ở bên Việt Nam mình đó thì có khi người ta bật, có khi người ta tắt đúng không? Còn bên này là con thấy người ta bật suốt luôn. Cái cây cầu màu này là cây cầu mới xây dựng thời gian sau này thôi, nhưng mà phía bên kia nó vẫn còn cái nhịp của cầu sắt cũ á. Cầu này bắt đèn thì chá lắm, xà lan mình chạy ngang nó không thấy đường. Đi tới đây á, giờ nước chảy vô á, chỗ này nó có mấy cái trụ cầu á, cái này nước nó chảy xiết ghê. Ôi nó mở được mấy cái trụ đó rồi anh ơi, mở mấy cái trụ rồi. Quá trời cái cầu này màu nó đẹp rồi. Màu sắc sặc sỡ quá. Đã không? Mà cầu sáng quá là mình đi tới đây chá dữ lắm luôn, không thấy đường luôn cả nhà ơi. Sáng gực rồi. Quá trời sáng luôn. Chờ nó chừa mấy cây ngang này chờ tới nước rút á, hết nước anh, hết nước mới gỡ quá. Cầu sắt bây giờ thì người ta đang tháo bỏ rồi, biết chừng nào gỡ luôn cầu sắt này đây. Nước bây giờ ở đây chảy rất là dữ dội luôn, nó chảy quá trời mạnh luôn á cả nhà ơi. Hiện tại là cái nhịp giữa này người ta đã mở được hết một nhịp rồi. Cầu sắt này đang dỡ bỏ, chừng nào mà cầu sắt này mà dỡ bỏ được một cái rồi xà lan mình đi phải thiệt sự nói là rất là mừng luôn á. Đó, gỡ bỏ được nhịp trong đây rồi. Mùa nước này thì Ngân nghĩ chắc có lẽ cái nhịp này mà gỡ được cái rồi là xà lan người ta chạy ở trong đó, đó. Tại trong đó nó rộng hơn. Rồi qua cầu. Đi bên Campuchia cái thứ nhất là lưới, cái thứ hai là cây cầu này nè, qua được rồi cái là mừng á, mừng
quá sức mừng luôn. Bây giờ là mình sẽ tiến ra sông Bốn Mặt, thành phố Nam Giang. Trời ơi bên đây đèn coi nè. Bữa hả mình đi tới đây là đèn màu xanh anh hai nhớ anh hai. Bữa nay đèn màu cam rồi. Đó màu đỏ. Nhiều màu quá ha. Trên đó có mấy cái đèn led chạy màu. Chá quá chá không thấy đường. Gì anh? Đó không tiền cái cầu này tên gì? Nó từ ở ngoài đây vô có 4-5 cây cầu mà cũng không nhớ tên nữa nè. Cầu này là cầu Trung Hoa. Cầu này là cầu Trung Hoa và cũng là một trong những cây cầu xó nợ bên Campuchia đó. Casino kế bên đó. Mà vô casino hết tiền thì ra đây xó nợ. Phải kìa. Ngoài chỗ ở ngoài chỗ sông Bốn Mặt á. Ngay chỗ sông Bốn Mặt nhìn vô có mấy cái nhà màu vàng vàng á. Chưa thấy đâu. Cái nhà vàng vàng cao cao ở trong ngoài chỗ ngay chỗ sông Bốn Mặt á. Còn nhớ đó con giao hàng ngay chỗ cái cảng phía bên phải chỗ vừa qua cầu Trung Hoa nè. Có mấy cái chú ở đây nói cái cầu này cầu xó nợ nè. Mấy cái thay hay trâu vô trong mấy cái cầu sắt đó là nằm dắt ngang dắt ngược ở trong đó. Trời ơi. Tối ta nói không có dám đi ra ngoài luôn mà thiệt mà đó đậu ở đó thấy ghê lắm mấy anh. Lạnh ngắt ha. Thấy ghê lắm, đậu đó thấy ghê lắm. Cái khu ở bên đây ta nói nó vui quá trời vui luôn. Bắt đèn sáng rực hết trơn luôn. Trong camera mọi người có thấy rõ không chứ ở ngoài sáng dữ lắm luôn bên cái khu bên này nè. Khu bên này giống như là khu vui chơi ẩm thực giống như là ở Sài Gòn mình vậy đó. Vui lắm. Ở lần mà đi tới chỗ thành phố Nam Giang này cái ta nói gạo gực hết. Cái khu vực này là cái khu vực bờ kè nè. Ở đây người ta quán xá người ta ngồi ở cặp bờ kè ăn uống nhiều lắm, đông dữ lắm luôn á. Chuẩn bị xà lan, chuẩn bị thả neo nè. Có cây nè. Cây nhỏ chiếu à. Kệ đi, sát luôn đi không sao đâu. Ve yeah, đứng đi thả được rồi đó, sát đậu an toàn cái gì đâu. Nè có cái thùng gì nè. Phải không? Phải lưới không? Bịt gác. Mình thả neo phía dưới cảng công. Che đứng đi thả được đó anh. Đậu sát ở trong bờ luôn cả nhà ơi. Nè. Cách bờ chắc chừng khoảng 5 mét. 7 mét ở đây sâu lắm. Chạy thấy khủng khiếp thiệt chứ. Bình thường mình đậu mà dây nó nhịp cỡ này là mình sẽ đứt nè. Mà giờ nước nó chảy mà dây nó giật tưng 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 tưng.
Xà lan mình đã về tới chỗ cửa khẩu. Quá trời giông gió rồi. Bữa nay á, mùa này là mùa gió chướng, gió kinh khủng luôn. Xà lan mình hiện tại mình đang đi nước xuôi nha. Nước bây giờ ở trên Campuchia chảy rất là mạnh, chảy cực kỳ mạnh luôn. Đó, cái lỗ đó còn trống á, chỗ mình đậu trống á. Mẹ đây nó đập xuống vô. Anh chở đi, anh chở vô đó, anh chở đầu chú che lại được không? Gió trong đó thổi ra phải không? Bây giờ là nước, bây giờ nước ở trên Campuchia nước nó đổ rất là mạnh luôn rồi mọi người. Bây giờ bữa giờ Ngân đi thì mọi người kêu là kêu Ngân cập nhật tình hình mùa nước lũ ở trên Campuchia. Thì Ngân theo như Ngân thấy là có thể là mùa này nước nó sẽ dâng nhiều hơn năm ngoái, tại vì ở bên Trung Quốc hôm bữa giờ là mưa nhiều quá rồi người ta xả đập ở bển á, cho nên là năm nay là có lẽ là ở bên mình lũ nó sẽ dâng lên rất là nhanh và cao hơn á. Cho nên là ở dưới miền Tây mình á là mọi người phải chuẩn bị lũ trước nha. Có thể là nó sẽ về bất ngờ, mọi người trở tay không kịp á. Bây giờ chuẩn bị cập bến nha. Quá rồi, quá gió rồi. Đi nước xuôi mà gió ngược. Ngay cái chỗ mà mình đậu á, bữa nay thì phần là xà lan cát, ta lấy cát ở trên xuống đây sang mạng nha. Rồi quận sắt, lấy sắt ở trên kia cũng xuống đây sang mạng luôn. Bởi vậy cái bến mà mình đậu á, xà lan ta đậu bít chịch hết trơn, không còn chỗ đậu luôn. Chuẩn bị đi ra một dây nha. Cát này sao nó ngưng chân. Bữa hổm dài á, ở dưới Việt Nam mình á, tình hình là mấy cái xà lan cát á đang bị ảnh hưởng tùm lum hết trơn á. Mà cát cam ở bên Campuchia mới đầu thì cũng ùng xà lan qua bên đây nhiều, nhưng mà bây giờ là Ngân thấy chậm hơn lúc trước rồi, không còn mà đi ào ạt giống như lúc trước nữa. Giống như chạy từ ở trên cam xuống bây giờ là thấy xà lan quặng sắt không nha. Cái thời quặng sắt này giống như cái thời cát cam của anh. Cát cam ta đi mấy năm lúc cũng, đó xíu có biết gì đâu. Cát cam thì khi mà cửa khẩu mở, cát cam lên Campuchia về sang mạng thì xà lan lên ùng ùng nha. Bây giờ tới một cái loại hàng nữa đó chính là quặng sắt, thì xà lan cũng lên ùng ùng qua chở quặng sắt nhiều dữ lắm. Nhưng mà hết hồn, mà không biết tình hình nó như thế nào nha. Bây giờ thì mình chở hàng khô thì mình cứ chở hàng khô thôi. Ê Vinh, Vinh giò heo này ngon nè Vinh. Gì? Giò heo này ngon nè. Nhiều mỡ. Cái tay Ngân hôm bữa đây là hậu quả của chiên bánh khoai mỡ nè. Tay của Ngân nó bị văng dầu, trời ơi. Hậu quả của ông thuyền trưởng. Anh ơi em muốn ăn bánh khoai mỡ. Công đang lên hả thả neo rồi Vinh. Bữa giờ mọi người hỏi mua cái ống dòm này của bên Ngân quá chừng luôn nè, mà bên Ngân đâu có bán đâu. Con lên cầm chiên con kiếm. Đây có cái này nè. Đó, ai muốn chia lại thì cứ nhắn tin qua phở bò Kim Ngân ngày xong nước với Ngân, con chia cho con cái, con còn cái nè. Nhưng mà mấy cái này là cũ nha mọi người chứ không phải mới nha. Con có hai cái nè, ai muốn lấy cái này thì con chia lại. Còn đây là cái mà con hay sử dụng. Cái này con cũng mua lúc sau nữa. Nhưng mà ở Xà Lan mình thì xài được. Cái này mà mấy anh mà chiên đi đi săn mấy cái ong rừng á, người ta lấy mấy cái ống dòm này ta nhìn lên ngọn cây để mà người ta săn ong rừng nè. Được, cây này mình về ngay chỗ bến, ngay chỗ cái bến này thì không có xà lan nhiều, nhưng mà cũng có hai chiếc nổi đậu ngay bến luôn nè. Cái ghe thẩm nó đang lên đó anh ba ơi. Dạ anh ba vô đi, cái anh ba thả sình sình á, chừng nào nó lên đi mình chung vô. Cái mình vô là cũng ngay nó luôn á. Chạy chết trong á. Ở dưới đây là cửa khẩu Vĩnh Sương nè. Đó, Cần Cẩu Tè Le, bên kia là cửa khẩu Thường Phước. Bây giờ mình sẽ chung đích hai cái chiếc xà lan nổi này mình vô trong đó. Mình vô mình đậu sát trong bờ để mình trình khẩu.
Ở đây là mình chỉ mới có trình khẩu bên Campuchia thôi. Mình trình xong bên Campuchia mình mới về Việt Nam. Mùa này trên Campuchia mà mấy cái xà lan khẩm khẩm mà đi ở dưới như mình lên á, chạy vất vả luôn á. Chạy mà cái máy nó è mà xà lan nó không đi. Nước này chạy chạy tốc độ này chắc chừng 5 cây gì ha anh. Không, tốc độ nó đi còn có 5 cây á. Ghe này cũng lớn lắm á. Mà ghe này có nắp hầm luôn. Chỉ có ai mà đi lên Campuchia mới hiểu được cái hoàn cảnh này thôi. Ở với mình mà nước ngượng chút xíu cái bắt đầu mình thả neo mình đậu ngủ liền, khi nào mà nước sôi rồi mình mới đi tiếp. Còn bây giờ trên Campuchia làm gì có nước sôi, ở Campuchia bây giờ là chỉ có đi nước ngược thôi. Mùa này mà nếu mà tiền cước không 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 tăng mà tiền cước như cũ là thật sự mình đi không nổi luôn á. Tại vì á, một chuyến mà ngon quầy đầu ngon đi từ ở Vũng Tàu, tính từ Vũng Tàu đi ngon nhận hàng xong rồi ngon quầy ngược ở Vũng Tàu nữa, thì ngon có thể đi từ 2.000, khoảng 2.000, 2.600 lít á. Mùa nước này nè chắc tầm khoảng 2.600 lít á, rất là hao dầu luôn. Chạy khựng khựng máy luôn. Mấy cái chiếc ghe này hồi xưa là người ta đi bạc lùa chứ người ta không có làm nắp hầm. Sau này ngon nghe nói lên ụ là bắt buộc phải làm nắp hầm lại hết. Nắp hầm này là nắp hầm giả. Chạy mọi người thấy mấy cái vòi nước nó phúng phúng như này là chạy ra lớn lắm luôn á. Đây hai cái chiếc xà lan nổi đậu đây nè, hai chiếc này là hai chiếc xà lan cát. Ồ mọi người xem ngay chỗ cái lái nước nó chạy cỡ đó. Nước này là cái chân vịt của mình là nó quơ luôn á, chân vịt của mình là nó quay luôn á. Rồi ủi vô bờ một giây thôi. Mấy chiếc này thì người ta đậu đây người ta chờ, sau bữa nay cát về đây nổi đậu quá chừng luôn rồi. Ở đây hai chiếc, trên kia ba chiếc. Ngay chỗ này á, mọi người còn thấy cái bờ nha, chứ mà khoảng 2 tháng nữa chuyến sau ngon lên thôi là cái bờ này nó sẽ không còn nữa, nó sẽ dâng lên rất là nhanh. Ủa bữa nay làm trụ bê tông luôn hết à? Không để ý nữa chị ba, không để ý nữa. Làm cái trụ bê tông đó thì nó ổn hơn, buộc cây với cây xuống sông hết trơn. Cây bứa đó chắc qua năm chắc xuống thăm luôn á. Năm ngoái á. Không phải anh, tại năm ngoái chỗ này bơm cát, hút cát á, nó mới sạc nhiều chứ năm nay ta đâu cho bơm nữa đâu. Năm ngoái ở ngoài ngay chỗ này luôn có cái chỗ bơm cát luôn, năm nay ta không cho bơm. Ở đâu mà có bơm cát là ở đó đất nó sẽ xuống sông hết. Không, không có chứ sao. Từ từ cái chân. Không, mua xịt tin cho anh hai hả? Ờ quên nữa, sáng giờ có mua thuốc hút, thuốc hút còn không tiền. Còn mấy cây ăn chưa tới bờ. Tranh thủ nó giạt ra, anh ba vô là nó giạt ra đó.
từ từ thôi. Đó, ép sát vô luôn coi rồi. Cái gung ginh luôn.